Chào mừng các con đến với tiết học âm nhạc lớp 1 ngày hôm nay. Cô hy vọng rằng các con sẽ có một giờ học thật vui tươi và bổ ích nhé. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu thôi! Ở tiết trước, các con đã được khám phá âm thanh trong cuộc sống, trong âm nhạc, có tính nhịp điệu và đều đặn như các hoạt động trong hình đúng không nào? Và bây giờ, các con cùng đứng lên thực hiện lại bài vũ điệu Chú Gà trước khi bước vào bài mới nào. Xin mời các con! Vừa được ôn tập lại bài vũ điệu Chú Gà thật là dễ thương. Và bây giờ cô mời các con, chúng ta sẽ vào học bài mới. Tiết 6, học hát, múa đàn, dân ca Thái, lời mới Việt Anh. Bài hát múa đàn là một bài hát dựa trên làn điệu dân ca của người dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc. Bài hát có giai điệu vui tươi, hồn nhiên dễ thương và được nhạc sĩ Việt Anh đặt lời mới. Trên màn hình là hình ảnh những cô gái đang mặc trang phục dân tộc Thái, bên cạnh các chàng trai đang đàn, thổi các loại nhạc cụ như đàn tính tẩu, khen be, một trong những loại nhạc cụ được làm từ những nguyên liệu ở trên rừng, lưu truyền từ xa xưa và cho tới nay người dân nơi đây vẫn giữ được nét văn hóa ấy. Và bây giờ, các con bắt đầu thưởng thức giai điệu của bài hát múa đàn thôi nào. Xin mời các con cùng lắng nghe nhé!
Con vừa nghe qua giai điệu của bài hát múa đàn. Trước khi vào học bài hát, cô mời các con đứng lên khởi động giọng cùng với cô nhé. Xin mời các con. Okay everyone, let's learn the notes that we use to sing. These are the notes that we can bring together to make a song to sing. When you put them together, they make a song. Let's all jump and sing along. Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa, so, so, la, la, ti, ti, do, 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 re, mi, fa, do, re, mi, fa, so, la, ti, do, so, la, ti, do, do. Đọc lời ca. Cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc lời ca theo tiết tấu. Bài hát múa đàn được chia làm 6 câu. Cô sẽ đọc mẫu trước, sau đó cô bắt nhịp 2, 3. Các bạn sẽ lắng nghe tiếng gõ của cô và làm theo nha. Bắt đầu thôi nào. Câu số 1. Tình tình đê mấy cây đàn 2, 3. Câu số 2. Cùng hòa lên vang lừng vang 2, 3. Ta kết hợp câu 1 và câu 2 lại nha. Tình tình đê mấy cây đàn, cùng hòa lên vang lừng vang 2, 3. Rất tốt. Ta qua câu 3 nè. Tình 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 tang 2, 3. Câu số 4. Vang lên câu ca nhịp nhàng 2, 3. Ta kết hợp câu 3, câu 4 lại với nhau nè. Tình 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 tang vang lên câu ca nhịp nhàng 2, 3. Rồi chúng ta qua hai câu cuối nha. Câu 5. Cầm đàn em múa nhịp nhàng 2, 3. Câu số 6. Đánh lên khúc tịch tình tang 2, 3. Kết hợp câu 5 và câu 6 nè. Cầm đàn em múa nhịp nhàng, đánh lên khúc tịch tình tang 2, 3. Vừa rồi, cô trò chúng ta đã đọc qua lời ca của bài và bây giờ chúng ta sẽ vào tập hát thôi nào. Tương tự như đọc lời ca, chúng ta sẽ chia làm 6 câu. Mỗi câu cô sẽ hát mẫu 2 lần, sau đó cô bắt nhịp 2, 3. Các bạn sẽ lặp lại câu hát cô vừa hát nha. Bắt đầu thôi. Câu số 1. Tình tình đầy mấy cây đàn. Lần thứ 2. Tình tình đầy mấy cây đàn 2, 3. Câu số 2. Cùng hòa lên vang lừng vang. Lần thứ 2. Cùng hòa lên vang lừng vang 2, 3. Các con làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta qua câu thứ 3 nha. Tinh 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 tong tinh tong. Lần thứ 2. Tinh 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 tong 2, 3. Câu số 4. Vang lên câu ca nhịp nhàng. Lần thứ 2. Vang lên câu ca nhịp nhàng 2, 3.
kết hợp câu 3 và câu 4 lại với nhau nha. Tinh 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 tong tinh tong, vâng lên câu ca nhịp nhàng. Lần thứ hai. Tinh 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 tong tinh tong, vâng lên câu ca nhịp nhàng. 2, 3. Thực hiện tốt lắm các con. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu thứ 5 nha. Cần đàn em mua nhịp nhàng. Lần thứ 2. Cần đàn em mua nhịp nhàng. 2, 3. Câu cuối. Đánh lên khúc tịch tình tăng. Lần thứ 2. Đánh lên khúc tịch tình tăng. 2, 3. Chúng ta ghép hai câu cuối lại với nhau là hoàn thành bài rồi nè. Cầm đàn em mua nhịp nhàng, đánh lên khúc tình tình tăng. Lặp lại. Cầm đàn em mua nhịp nhàng, đánh lên khúc tình tình tăng. 2, 3. Và bây giờ cô sẽ hát hết bài, các con hát chung với cô luôn nha. 2, 3. Tình tình đầy mấy cây đàn, cùng hòa lên vương lừng vương. Tình 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 tông, vang lên câu ca nhịp nhàng. Cầm đàn em mua nhịp nhàng, đánh lên khúc tịch tình tông. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài hát múa đàn rồi. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng hát với nhạc nha. Xin mời các bạn cùng nghe và hát theo nào. Chúng ta đã được học bài hát múa đàn dân ca Thái do nhạc sĩ Việt Anh đặt lời mới. Các con có cảm nhận được điều gì qua bài hát này không? À, bài hát múa đàn với giai điệu vui tươi, hồn nhiên dễ thương đã giúp các con biết thêm về những nhạc cụ, trang phục và làn điệu dân ca đặc trưng của dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc nước ta. Đó chính là nét văn hóa riêng của các dân tộc anh em. Qua đó giúp các con thêm yêu quê hương đất nước Việt Nam của mình đúng không nào? Ở nhà, các con nhớ học thuộc bài và hát kết hợp vận động phụ họa phù hợp với bài hát nha. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các con.